Chào bạn, tôi là Sala Tâm, Sala trong hoa Sala và Tâm trong tâm hồn. Hôm nay tôi thật sự muốn hỏi bạn một câu hỏi, đó là bạn sẽ làm gì nếu như đứng trước sự chọn lựa có khả năng mất đi mãi mãi lựa chọn A của mình. Lựa chọn A nghĩa là lựa chọn đầu tiên, tiên quyết, tốt nhất của bạn. Ví dụ ha, tôi bị ung thư, bác sĩ khuyên nên sinh con càng sớm càng tốt. Vì việc duy trì thuốc cho căn bệnh của tôi có khả năng không thể sinh con được nữa. Sinh con, được làm mẹ lại là khao khát lớn nhất cuộc đời tôi. Nhưng hiện tại người yêu của tôi chưa muốn cưới, huống chi nói đến việc có con. Một mình tôi thì không thể nuôi con và chăm sóc con tốt nhất, chưa kể đến việc mang bệnh trong người, không biết sự sống của tôi sẽ như thế nào. Và tôi bắt buộc lựa chọn, một là làm liều trở thành mẹ đơn thân, hay là chấp nhận khả năng trong tương lai mình mãi mãi không thể có con. Đó là một lựa chọn mà đánh mất đi điểm A, ước mơ, khao khát của chính bản thân mình mãi mãi. Lúc ấy, quyết định của tôi là gì? Tôi sẽ lấy giấy viết ra, trước tiên viết xuống tất cả cảm xúc vui buồn khi nghe tin dữ đó và hỏi chính tôi một số câu cơ bản sau. Nếu tôi chết đi, điều gì khiến tôi hối hận nhất? Là chưa sinh được con hay bỏ con lại một mình? Nếu tôi không chết và vẫn có thể tiếp tục sống, điều gì tôi hối hận nhất? Tình huống xấu nhất của từng quyết định là gì? Tôi cam tâm với cái xấu nào nhất? Tôi quyết định như vậy là vì điều gì? Xuất phát từ nguyên nhân bên ngoài hay nguyên nhân bên trong? Ai sẽ là người chịu ảnh hưởng bởi quyết định của tôi nhất? Họ sẽ như thế nào khi phải chịu ảnh hưởng đó? Sau khi viết ra hết, tôi bỏ qua một bên, đi tắm và tĩnh tâm vài phút. Trong lúc tĩnh tâm, tôi sẽ cố gắng duy trì việc theo dõi hơi thở. Khi nhận ra bất cứ suy nghĩ nào, tôi sẽ kiên trì quay trở lại với hơi thở. Bởi vì ta chẳng bao giờ quyết định bằng suy nghĩ đâu. Nghĩ cho đã cái nư thế thôi, xong cũng quyết định bằng ý muốn, ngay đúng thời điểm phải quyết định. Do đó, tôi sẽ không để mình lún sâu vào suy nghĩ. Câu chuyện trên thật ra của một người khách hàng. Và bạn biết không, những lựa chọn như thế này không phải trên phim, nó có rất nhiều trong đời thực hàng ngày. Nếu bạn không rơi vào trường hợp bắt buộc phải lựa chọn đánh mất đi điểm A của mình, thì hãy cảm ơn cuộc đời vì sự may mắn ấy nhé. Giờ thì thư giãn, thở đều và đi ngủ hen. Chúc một ai đó ngủ ngon. Và chúc bản thân bạn ngủ ngon. Bye.